Vâng, vậy thì set đấu thứ 5 được bắt đầu với cú đánh đề bài thành công của Chozo. Và set đấu thứ 5 này thật sự là một set đấu hay khi mà Chozo và SD Lappen đối đầu với nhau. Lực đầu tiên đang là tốt dành cho Chozo, vị thứ hai rồi. Sau cơ đếm thứ hai thì hình bi này thì có vẻ như cũng sẽ có khả năng có điểm thứ ba. Đúng là điểm thứ ba không nằm ngoài dự đoán. Điểm thứ ba dành cho đội trưởng của Rin. Một tình huống hướng đến một cú xử lý gãy. Và cú gãy này mang về điểm thứ tư. Điểm thứ tư dành cho Chozo và set đấu thứ năm này thì chỉ diễn ra với 11 điểm thôi. Và với cái lối tấn công như thế này của Chozo thì thực sự là đang là một tín hiệu tốt dành cho Rinford. Hay quá, hay chỉ bị ép về uy tín quá. Một tình huống ngắn ngắn dài. Một cú ngắn dài không thành công dành cho Chozo. Bi vàng nằm hơi lơi khơi. Và cũng như đó chỉ là một cú đánh có vẻ như là cảm giác của Cho mà thôi. Nhưng mà cảm giác như thế này thì cũng thật sự là không xem thường được. Lượt cờ đầu tiên dành cho SD Lappen. SD Lappen kéo chỉ bị quá thay. Điểm đầu tiên cho Lappen. Set đấu này mà bên nào ăn thì thực sự là thổi tinh thần cho hai tay cờ nữ tiếp theo. Kanjen với Kamin với Kimina. Kanjen với Mina thì thật sự là cũng hơi khó đoán khi mà Mina thì sẽ đấu thứ tư vừa rồi đánh thì có thể thấy là hay. Ngày hôm nay thì bên Rin họ không có Subin. Ê xin lỗi, là Subin đánh sắp đôi rồi. Như vậy là ra cơ ra sân hết. Nhưng mà Mina thì được 2 set. Còn Kanjen thì set đấu đôi lúc nãy hơi bị dưới phong độ. Cho nên là Kanjen với Kimina cũng đang hơi có một phần gì đó nhỉnh hơn cho Mina. Cho nên là set đấu này thì SD Lappen cần phải làm hết mức có thể. Tốt nhất là có thể thắng luôn. Tour vừa rồi thì Philip Kotat loại Chozo nha. Trận đó là một cái trận mà cô tát series liên tục. Chozo trở tay không kịp. Ây da, tình huống bi này thì SD Lappen xử lý khá lỗi. Hơi lòn lòn một chút xíu.
hơi sực sợ cái cục dọc. Và vô tình để lại một cái hình dành cho Chozoho luôn. Và Chozoho thì cũng đã bị lòn. Với ý đồ là gãy hình của Chozoho. Nhưng đây là một cú đánh không chính xác. Nhưng mà với cái ý đồ vừa rồi thì thật sự là Chozoho muốn gãy hình. Nhưng đôi khi gãy thì cũng phải có cái sự nguy hiểm của việc gài. Chấp nhận gài là chấp nhận rủi ro. Có thể đây sẽ là một cú đánh tán xòe. Không, nắm băng. Dễ lộn quá vậy ta. Quá dễ lộn. Cái chibi nằm băng không hề bự. Cái góc chạm thì nó khá thiếu. Mà gãy thì cũng phải gãy. Nếu như tính nút ở băng dài thì phải gãy đâu đó. Cho dù là buông được lớn thì cũng phải là tầm con hay gữ trở lên. Chứ còn gớt hai là thua. Hai một gữ thì thua rồi. Và sau đó thì một tình huống băng sót cũng chưa thành công nhìn cho Chozoho. Đúng, thật sự là quý vị kênh chat cũng bảo là tại sao SDLBN không tán xè đúng không? Tại chơi bi đó nhìn tán xè cũng còn ok đúng không? Kênh chat cũng đồng tình với ý của em. Nhưng mà SDLBN thì tình huống đó không. Xin chào anh Đăng Nguyễn nha. Nhưng đây là một cơ hội cho LBN nè, một cơ hội rõ ràng. Và như vậy thì với cơ hội mà Chozoho để lại cho LeBen, LeBen đã có điểm đầu tiên trong lượt cơ thứ 3. Không, cái này là không có dạy nha Nam Tứ, em chỉ hỏi thôi, chỉ hơi thắc mắc thôi. Đánh tay trái à? À, kiểu nghịch tay hả ta? Hiểu ý rồi. Ây da, chơi bi này đá hơi vô duyên. Tình huống bi này thì bị đá hơi vô duyên. Đáng tiếc. Chưa biết là có thể ghi điểm hay không. Nhưng với việc đá như thế này thực sự, đó là một tình huống không may mắn của SD Lapen. Ok, cảm ơn cái comment của anh Quang Lê nha. Nghịch tài khó bánh nè. Một cú lao bằng con chính xác. Eddie Lepman chưa thể tạo ra những điểm số để có thể dẫn trước Chozoho. Và Chozoho thì cũng còn đang ở thế trên ở trong set đấu này. Với việc bắt tia như thế thì có vẻ như Chozoho hướng đến cho mình là một cú gãy. Như vậy thì Chozoho quyết định là bend time và có vẻ như muốn a băng hơn thì vậy. Lúc nãy thì rõ ràng là có bắt cái một cái tia gãy nha. Nhưng mà cuối cùng là gãy hay là a băng đây? Đang là một hình bi mà Chozoho đang rất lưỡng lự, đang rất phân vân. Và cuối cùng thì chọn thằng đỏ rồi, chọn thằng đỏ là trái bi để chạm rồi. Một cú gãy có điểm của Chozoho. Tối nay bên đó còn có Đức Minh nha anh Vũ ơi. Đức Minh đánh anh Vũ ơi.
rồi. Cái bi dạy mà đánh không lòn không như không thiếu, quánh chúng gần như là nguyên con luôn á. Nhìn chứ bi kẹp nách vậy mà đánh chính xác ghê ta. Nhưng mà với chơi bi này thì sao đây? Có một cái mép dành cho Chozo. Cứ tưởng đâu rơi vào cái lỗ thì sẽ có biến, nhưng không hề có một cái biến nào ở đây cả. Điểm thứ tư gọn gàng dành cho cơ thủ đội trưởng Green. Và đây là một lượt cơ mà Chozo đang đứng trước cơ hội để giành chiến thắng. Set point dành cho Chozo. Kết thúc luôn chưa? Có một cái mép và đó là điểm kết thúc của Chozo. 3-2. Rồi. Em xin chào anh Hà Nhân Phong nha.